đánh bại tuyển Việt Nam. Kawin tham sát Chanan, thủ môn Thái Lan đang chơi bóng ở Bỉ, tuyên bố đánh bại tuyển Việt Nam trong cuộc chiến ngày 19 tháng 11. Thái Lan vừa tập trung giai đoạn 2, chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng với Malaysia, 14 tháng 11 và Việt Nam, 19 tháng 11, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, ASEAN Cup 2023. Thủ môn Kawin tham sát Chanan cũng từ Bỉ trở về tập trung trước khi cả đội bay sang Malaysia, kể từ khi huấn luyện viên Akira Nishino xuất hiện. Kawin không còn là lựa chọn số 1 trong khung thành Thái Lan. Huấn luyện viên Akira Nishino đặt niềm tin vào Siwarak Tetsunoen và cũng trao băng thủ quân cho thủ thành 35 tuổi đang khoác áo Buriram United. Về hai trận đấu sắp tới, Kawin đánh giá cao sức mạnh của Malaysia và Việt Nam. Dù vậy, thủ thành 29 tuổi này tuyên bố tự tin Thái Lan đủ khả năng để giành những kết quả tốt nhất ở Kuala Lumpur và Mỹ đình.